Sáng nay ngày 23 tháng 5, đoàn tàu hải quân Trung Quốc đã cập cảng Tiên Sa để đến thăm chào xã giao thành phố Đà Nẵng. Đoàn tiếp đoàn có đại diện lãnh đạo sông ngoài vụ, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phòng Đối ngoại Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đại diện Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng. Tham dự buổi đón tiếp còn có đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Hy Tuệ, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng, Động Bích Du. Đây là tàu huấn luyện thích kế quan số hiệu 83, dài 163 m, rộng 22 m, dạng nước đầy tải hơn 9.000 tấn và có tốc độ tối đa tới 40 km/h. Dẫn đầu đoàn có thiếu tướng Tô Trần Sinh, chính ủy học viện tàu thuyền Đại Liên Hải quân Trung Quốc và chỉ huy tàu thượng tá Phùng Lượng, thuyền trưởng tàu huấn luyện và khoảng 100 sĩ quan thủy thủ. Dự kiến Hành trình của tàu là đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ừ, ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, chào xã giao lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, thăm một vài điểm tham quan mua sắm tại thành phố, giao lưu thể thao với các sĩ quan, thủy thủ Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, thăm tổ chức doanh nghiệp Trung Quốc tại Quảng Nam. Lễ tiễn tàu sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 5 và dự kiến đoàn tàu có buổi luyện tập trung với Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân. Chuyến thăm nhằm góp phần tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị nói chung và lực lượng hải quân hai nước Việt Nam-Trung Quốc nói riêng.